chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Bảo Ngọc đang có mặt tại tòa nhà được mệnh danh là viên kim cương của phía Tây thủ đô. Tòa nhà Sunshine Center được đầu tư bởi chủ đầu tư Sunshine Group, tọa lạc tại vị trí số 16 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tiếp cận trực tiếp tuyến đường vành đai nội đô. Đây chính là khu vực phát triển nóng nhất của thủ đô trong những năm qua và trong thời gian sắp tới. Xin giới thiệu với quý vị, đây là anh chuyên gia Trần Đức sẽ là người cùng khám phá về dự án này. Xin chào quý vị. Sunshine Group được biết đến là một tập đoàn luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và vận hành tòa nhà. Trước Sunshine Center thì Sunshine Group đã ghi dấu ấn trong thị trường bất động sản với chuỗi các dự án như Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Palace, Sunshine Riverside tại Sài Gòn, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Và dự án Sunshine Center mà hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá cũng chính là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn. Chính vì vậy, tòa nhà luôn được Sunshine Group quan tâm đặc biệt và áp dụng những tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ mới nhất. Và để tìm hiểu kỹ về dự án này, thì Bảo Ngọc và anh Trần Đức sẽ tiến vào trong sảnh chính để tìm hiểu dự án cũng như là căn hộ mẫu. Điểm ấn tượng của em khi mà bước vào sảnh của tòa nhà đó là thiết kế rất sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao. Trần nhà thì cao và thoáng, mọi thứ thì được chăm sóc rất cẩn thận, kỹ lưỡng, sàn nhà bóng loáng như thế này. Em thấy được rằng là ở khu vực chờ thì có ghế chờ để cho khách hàng, hơn nữa lễ tân thì cũng rất là thân thiện. Không chỉ yếu tố thiết kế đâu, mà cả hệ thống an ninh thì cũng được chủ đầu tư rất là quan tâm. Ví dụ như là việc áp dụng hệ thống camera kiểm tra thân nhiệt trong khoảng thời gian mà chúng ta đang đối mặt với dịch Covid-19 như thế này để đảm bảo an toàn cho cư dân. Để có thể hiểu được tổng quát hơn thì anh có thể dẫn em ra vị trí của sa bàn được không? Được thôi. Về tổng quan của dự án thì chúng ta có 4 tầng hầm và có 30 tầng nổi. Thì từ tầng 1 cho đến tầng 12.1 là khu trung tâm thương mại và văn phòng cao cấp. Từ tầng 14 cho đến tầng 30 là khu của cư dân. Và 4 tầng hầm ở đây là riêng biệt cho khu văn phòng và cư dân. Các dự án cao cấp khác thì có những trung tâm thương mại này, gym fitness này. Thì không biết là ở Sunshine Center thì có những khu tiện ích nào riêng biệt không ạ? Ngoài những cái tiện ích cao cấp như là trung tâm thương mại hay là các nhà hàng hoặc là khu gym, spa, fitness cao cấp thì ở tầng 1 của Sunshine Center thì chúng ta có khu trưng bày những cái sản phẩm tiên tiến nhất của Samsung và có những cái tiện ích nằm trong hệ sinh thái của Sunshine như là S-Coffee và S-Mart. Ở trên tầng 12.2 thì chúng ta có bể bơi chân mây ở giữa hai tòa tháp và có khu vực Skybar. Thì khách hàng có thể lựa chọn cái căn hộ tùy theo nhu cầu sử dụng của mình rất đa dạng. Ví dụ như là căn penthouse hoặc các căn 2 hoặc là 3 ngục. Như vậy thì không biết của tòa nhà có bao nhiêu căn hộ hả anh? Chúng ta có 208 căn hộ cao cấp và có 6 căn penthouse. Nghe qua thì rất là thú vị rồi, anh có thể dẫn em đi tham quan luôn được không? Được. Ngay khi bước vào sảnh, công nghệ Face ID sẽ nhanh chóng nhận diện ra dân cư, tự động chọn tầng thang máy và ngay lập tức đưa cư dân lên căn hộ của mình. Phương thức này vừa giúp quản lý người lạ ra vào, vừa đem đến sự tiện lợi cho cư dân. Ngoài ra, cư dân còn có thể sử dụng thẻ để ra vào thang máy. Ồ, hành lang cũng rất rộng và thoáng anh nhỉ? Đúng rồi, có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa một chung cư cao cấp và các chung cư khác, đó là ở độ rộng của hành lang. Và đặc biệt ở Sunshine Center thì chúng ta còn có cả hệ thống điều hòa của hành lang nữa. Em thấy rằng là ở các khu khác thì chỉ có quạt thông gió mà ở Sunshine Center thì có cả điều hòa nữa. Đúng rồi. Gọi là những cái ưu thế vượt trội. Hiện tại thì Bảo Ngọc và anh Đức đang có mặt trước cửa căn hộ mẫu 3 phòng ngủ của dự án Sunshine Center để trải nghiệm thiết kế và tiện ích công nghệ 4.0, điểm nổi bật nhất của toàn bộ dự án. Như Ngọc có thể thấy thì đây là khóa cửa thông minh của hãng Hafele. Đây là công ty đến từ Đức và là một trong những công ty mà cung cấp về công nghệ phụ kiện lớn nhất thế giới. Khóa này có 4 tính năng chính, có thể sử dụng thẻ từ hoặc là chìa khóa cơ, mật mã hoặc là vân tay và đặc biệt là chiếc thẻ từ thông minh này. Chúng ta dùng thử luôn anh. Khi bắt đầu bước vào căn hộ thì em thấy rằng là một không gian thật sự rộng rãi và sang trọng. Đặc biệt là em rất thích một cái tô màu trầm và đường lai kẻ màu vàng khiến cho thiết kế trở nên quý phái hơn ạ. Chúng ta đang đứng ở trong một căn hộ có diện tích hơn 158m² và chủ đầu tư đã sử dụng 1/3 diện tích căn hộ này để làm phòng khách và khu vực bàn ăn. Thì đây là một nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình và đây là một không gian quây quần rất là ấm cúng.
Như vậy thì khi được bàn giao căn hộ thì nội thất cơ bản của phòng khách là như thế nào ạ? Nhận bàn giao của Sunshine Center thì khách hàng sẽ nhận được là có sàn gạch ceramic, ở bên trên thì sẽ có trần thạch cao sơn chìm và sơn bả hoàn thiện 3 lớp. Sẽ có hệ thống khóa cửa và chuông báo thông minh Hakele giống như anh vừa giới thiệu. Ngoài ra có hệ thống đèn downlight cao cấp. Ở đây em có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có những cái thiết bị thông minh như là thẻ từ, thẻ cư dân, và chúng ta còn có một cái bộ điều khiển thông minh của Sunshine. Vâng, như vậy trước nữa anh sẽ hướng dẫn em sử dụng thông minh này nhé. Và bây giờ thì anh sẽ đưa em ra, chúng ta cùng chứng kiến view của ban công. Ban công rất là rộng anh nhỉ? Đúng rồi. Ban công thật là rộng và có thể đón ánh nắng tự nhiên trong ban ngày anh ạ. Một điểm rất là đặc biệt ở ban công này đó là chủ đầu tư đã tận dụng không gian mở để đón ánh sáng tự nhiên, nhưng lại không bị mất nhiệt vào mùa đông hoặc là không bị ảnh hưởng bởi nhiệt vào mùa hè nhờ có một hệ cửa rất là tiên tiến giống như tất cả các phòng khác ở trong căn hộ này. Vâng, em thấy rằng là đây là chi tiết đắt giá nhất trong phòng khách. Và bây giờ anh dẫn em đi tham quan khu vực khác nhé. Tại căn hộ này, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Công tắc cảm ứng có thể bật tắt chủ động hoặc theo kịch bản tự cài đặt. Đối với công tắc bật bình nóng lạnh, có thể bật chủ động hoặc hẹn giờ. Kết nối Wi-Fi hoặc BLE, điều khiển qua ứng dụng di động hoặc bằng tay thủ công. Bạn cũng có thể quan sát căn hộ của bạn từ xa qua camera giám sát 360 độ. Mọi thứ đều được kết nối dễ dàng và thuận tiện. Một trong những nơi yêu thích nhất của Bảo Ngọc tại căn hộ đó chính là khu vực bếp và bàn ăn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ở đây có gì đặc biệt nhé. Ở trong căn bếp này của chúng ta thì sẽ có những nội thất cao cấp đến từ hãng Frankie của Thụy Sĩ hoặc là tương đương. Và theo tiêu chuẩn bàn giao thì chúng ta sẽ có một máy hút mùi, chúng ta có bếp nấu cao cấp, vòi rửa và chậu rửa. Chúng ta còn có tủ gỗ với gỗ chống ẩm và đá ốp lưng, mặt bàn bếp đều sử dụng đá nhân tạo cao cấp. Ở căn bếp này thì chủ đầu tư rất là coi trọng tông màu sáng, rất là trang nhã thanh lịch. Và một điểm nữa là có phải là những nội thất liền tường này là được cung cấp khi mà bàn giao căn nhà không anh? Đúng rồi em. Vậy còn khu bếp và khu bàn ăn thì lại được tách riêng biệt, có phải khiến cho không gian trở nên rộng hơn? Đây cũng là một điểm đặc biệt mà chủ đầu tư đã chú ý khi mà thiết kế căn bếp này. Theo phong thủy thì bếp là nơi riêng tư của những người phụ nữ trong gia đình. Chính vì vậy nên là chủ đầu tư đã đặt cho bếp thì hướng vào trong. Và ở đây chúng ta có bàn bếp sẽ là giả tường để ngăn cách giữa khu vực bàn bếp và bếp ăn bên trong. Em cũng rất thích cái khu vực bàn bếp giả tường như thế này, giúp chúng ta khi mà vừa nấu nướng xong có thể đặt món ăn ở đây trước khi mang ra bàn ăn, cũng như có thể trò chuyện thoải mái với những thành viên trong gia đình đấy ạ. Và bây giờ anh sẽ đưa em tới một khu vực cũng rất quan trọng trong căn nhà, đó chính là phòng ngủ master. Wow! Có thể thấy là phòng ngủ rất là rộng và tràn ngập ánh sáng anh Đức ạ. Và có lẽ là điểm em thích nhất cũng như là ưu điểm của phòng ngủ master chính là view rất là rộng, có thể là panorama toàn thành phố như thế này. Anh Đức ơi, có phải là cửa kính này là cửa kính Low-E, cửa kính tiên tiến nhất hiện nay không ạ? Đúng rồi, đây là công nghệ cửa tiên tiến nhất hiện nay. Có hai lớp kính và ở giữa thì có một lớp chân không để cách nhiệt và cách ồn rất là tốt. Như vậy thì em tin rằng là ở trong phòng ngủ master thì có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài ra thì công nghệ là một điểm không thể bỏ qua của căn phòng ngủ này. Và chúng ta sẽ có thể điều khiển được tất cả hệ thống rèm cửa thông minh ở đây thông qua một ứng dụng. Và bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn cho Ngọc cách dùng nhé. Ở ngay sau lưng của Ngọc là ban công của phòng ngủ master. Chủ đầu tư đã rất là quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng nên đã sử dụng một cái hệ kính từ trên trần xuống sàn và hạn chế sử dụng các cái thanh chắn ngang dọc để tránh bị cản trở tầm nhìn. Và bây giờ thì anh sẽ đưa Ngọc tham quan phòng tắm master trong căn phòng ngủ master này nhé. Em cũng rất là tò mò đấy ạ. Phòng tắm cũng được trang bị các thiết bị tiên tiến nhất từ hãng nội thất hàng đầu thế giới là Kohler. Có thể kể đến như bồn cầu, nắp bồn cầu thế hệ mới nhất C3130 với 5 chức năng khác nhau, chậu rửa bàn tròn mạ vàng, vòi rửa và sen cây nóng lạnh. Các phụ kiện khác cũng của hãng Kohler như móc treo, thanh treo khăn. Trong một số yêu cầu khách hàng thiết kế, phòng tắm master có thể có thêm bồn tắm oval mạ vàng và sen vòi bồn tắm. Còn đây là phòng ngủ thứ hai của căn hộ. Phòng ngủ này thì em thấy là phù hợp với trẻ nhỏ với một không gian mở hoàn toàn các cửa kính lớn như thế này. Rất thích hợp để phát triển và sáng tạo cho trẻ.
Và bây giờ anh sẽ đưa em tới một phòng mà anh rất thích ở trong căn hộ này. Chúng ta cùng đi nhé. Với các căn hộ lớn như thế này thì chủ đầu tư luôn tạo ra một không gian riêng tư để chủ nhân của căn hộ có nơi riêng biệt để phát triển việc học tập hoặc là công việc của mình. Như em thấy là tất cả các phòng mà chúng ta vừa đi qua thì đều có lô ra. Và đây là một điểm cộng rất lớn trong thiết kế mà chủ đầu tư đã nghiên cứu rất tỉ mỉ và tinh tế. Em nghĩ rằng là sau những giờ làm việc mệt mỏi thì chúng ta có thể đi ra vị trí lô ra và có những cái vươn vai, hít thở đúng không? Sau những giờ làm việc như thế. Phía góc này chủ đầu tư cũng sẽ đắp thêm một phòng kho hoặc có thể là một phòng riêng cho giúp việc gia đình, có cả nhà vệ sinh thứ ba. Như vậy là chúng ta đã cùng tham quan và trải nghiệm không gian và tiện nghi bên trong căn hộ Sunshine Center. Với thiết kế hiện đại và thời thượng, Sunshine Center đem lại một cuộc sống công nghệ 4.0, cuộc sống công nghệ vạn vật kết nối chỉ bằng một nút chạm. Tất cả đang chờ đón bạn, những chủ nhân tương lai của Sunshine Center. Hôm nay thì cũng rất cảm ơn anh Trần Đức đã giúp quý khán giả và Bảo Ngọc hiểu rõ hơn về Sunshine Smart Home. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng.